Vâng, thưa cả nhà, lúc này Việt Nam TV cùng với anh Tuấn. Hello anh Tuấn. Hello chào em. Đang có mặt ở nhà của anh Thành Trung TV cả nhà. Anh Trung anh làm gì anh Trung? Anh đang giả chén muối ớt làm thịt con gà. Thì nghe nói chung là nghe tin là em với anh Tuấn ở dưới chỗ nhà chị Hà về đây á, nên là cũng làm con gà chúng ta ngồi lai ra. Mật ong rừng xịt này cả nhà, rất là kẹo có ga nha. Nhưng mà ý là hỏi chuyện sẽ xem là như thế nào. Nhưng mà ý em hỏi là chẳng hạn như đây là một cái buổi tiệc buồn hay là một cái buổi tiệc vui, để em biết em thể hiện trong buổi tiệc anh ha. Thì nói chung là buồn vui thì giờ anh cũng chưa biết được là vui hay là buồn cả. Nói chung là giờ thấy anh Tuấn về đây thì mình có thể là coi như là tiếp đón anh Tuấn vậy thôi, còn nội dung như thế nào á thì mình cũng chưa hiểu được. Như vậy ha. Dạ. Ừ. Anh vui hay anh buồn anh Tuấn? Buồn vui lẫn lộn. Buồn vui lẫn lộn hả? Đây coi anh. Nồi gì mà một nồi bự dữ anh Trung ha? Một con gà. Ôi trời, con gà này mập béo ú à cả nhà. Một con gà nấu nồi cháo. Thôi. Đi đường xa á. Dạ. Cơm nướng có lúc nấu bát cháo tôi hấp lên gì. Với anh sợ anh Tuấn buồn hay sao? Thì nói chung là cũng nghe qua được cái câu chuyện rồi. Thì nói đúng ra trong cái câu chuyện của anh Tuấn á, thì khi mà anh em mà nhận được cái cuộc gọi của chị Hà là muốn kết nối với anh Tuấn á, thì nói chung anh em cũng rất mong là anh Tuấn là tìm được một cái hạnh phúc. Thì anh em cũng là đưa anh Tuấn xuống gặp chị Hà, thì cái đó nói chung là cả một cái niềm vui mà anh em cũng vui, mà chắc có lẽ là cô chú anh chị theo dõi ở trên cộng đồng mạng cũng có lẽ là đoán trước được cái sự việc là như vậy rồi. Đây thì ngày hôm nay thì nói là bảo là chia tay thì nói đúng là như thế này này, cái linh tính của Thành Trung cũng đoán trước được cái sự việc kiểu gì coi như cũng xảy ra cái chuyện này, vì anh Tuấn là một người rất điềm đạm, người ít nói này, mà kiểu là nói thì nghĩ trước nghĩ sau với nói, chứ không như chị Hà để nói ào, nói coi như xin 2 giây để nói lại mà coi như hơi khó. Đây. Nhưng mà anh Trung chẳng hạn như vậy nè, em thì em xin lỗi trước cộng đồng, em nói với anh Tuấn hồi bữa với cộng đồng, anh Tuấn ơi em hại anh rồi, anh có muốn nói gì không? Thì nói chung là hại với không hại á, thì mình cũng không thể ấy được. Ai cũng nói chung là mình làm chương trình cũng muốn là cái nhân vật mình đưa lên là có nhờ có được một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, rồi có một cái mái ấm gia đình, nhưng mà mình cũng đâu phải là ở đó hay là coi như để mà sắp xếp rồi đồ, mình đâu có ở đó coi như thường xuyên được đâu. Quan trọng hai người sống với nhau phải hợp tính nhau, đó là cái trước mắt. Mình chưa nói là cái chuyện mà coi như công việc rồi tiền bạc nha, ở đây mình phải nói phải hợp tính nhau thì mới sống được lâu dài. Thứ nhất là về coi như chính bỏ làm mời, nhưng mà ngày hôm qua nghe nói Thành Trung cũng nghe được một cái đoạn ghi âm mà em Nam là đăng tải lên, thì nói đúng là như chị Hà là chỉ là y như kiểu là theo cái cộng đồng mạng thôi. Đây, kiểu là có như giờ kiểu là nể cộng đồng mạng là cái chấp nhận anh Tuấn thôi, chứ không phải là hai người có như tình cảm thực sự. Nhưng mà anh Tuấn đi như vậy thì cũng nói đúng là thì giờ mình không hợp nhau thì mình chia tay thì đó là cái chuyện bình thường mà. Dạ đúng rồi anh. Chứ có gì đâu. Thì ở đây là mình không phải là coi như hôn nhân mà được pháp luật bảo hộ. Dạ. Dạ. Ở đây là mình chỉ có kết nối là coi như là nương tựa lẫn nhau thôi.
để chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải là coi như pháp lý là coi như hôn nhân là có giấy đăng ký kết hôn rồi đồ này kia là không được đi. Đấy, không hợp nhau, nếu như hợp nhau thì mình có thể là chăm sóc nhau lúc ốm, lúc đau, lúc bệnh, lúc khoan. Mà không hợp nhau mà coi như ở đó mà coi như bữa nay choảng nhau, mai choảng nhau, bữa nay đụng bát, mai đụng đũa thì làm sao mà ở được. Ủa mà em nghe nói là chị Ngọc Hà có điện thoại cho anh Trung hả? Ừ, chị Ngọc Hà có điện thoại cho anh. Ý chị Ngọc Hà kêu gì anh hả? Thì nói đúng là như thế này, chị Ngọc Hà nói là coi như phải đưa anh Tuấn về để làm đơn ly hôn. Thì anh cũng có nói chuyện với chị Ngọc Hà rồi. Thì nói chung là như thế này, cái này là coi như không phải là có giấy kết hôn mà